Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một cặp loa đến từ châu Âu cực kỳ hay. Đó chính là cặp loa của hãng Orion. Và quốc gia sản sinh ra cặp loa này là Hungary. Hãng Orion là một hãng âm thanh cực kỳ nổi tiếng. Anh em nào đã chơi dòng Orion này thì đều biết rồi, chất âm của nó cực kỳ đẳng cấp. Và đây là hình thức của cặp loa Orion mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Cặp loa Orion có model là HS200. Đầu tiên thì chúng ta đi vào phần e căng. Đây là logo của hãng Orion. Đấy. Logo của hãng Orion này thì cũng rất ít người được nhìn thấy logo của hãng. Và ngày hôm nay thì anh em được nhìn thấy logo của hãng Orion. Đấy, chúng ta nhìn này, e căng tất cả zin nguyên bản. E căng vải cước rất là đẹp. Ghim đồng này còn nguyên này. Ghim đồng này thì ở Việt Nam chúng ta không có đâu anh em nhé. Đây là e căng zin của nhà sản xuất. Chúng ta có thể nhìn cái lớp e căng ở phần mặt ngoài thì nó có màu sắc như thế này. Như ở cái phần mặt trái của nó thì là một cái màu sáng trắng rất là đẹp, đúng không ạ? Rồi, e căng zin của hãng Orion. Và đây là chiếc e căng bên phải. Orion. Tất cả còn nguyên bản hết anh em nhé. Một cặp loa đến từ châu Âu. Và đây là hình thức tổng thể của cặp loa Orion của model là HS200. Một mẫu model cực kỳ hiếm ở trên thị trường. Chất âm của nó cực kỳ đẳng cấp anh em ạ. Khi mà chúng ta nghe cặp loa này rất khó để mà nghe những cặp loa khác. Đầu tiên thì cặp loa này đã sở hữu 3 đường tiếng. Chúng ta có thể nhìn trung của nó là trung bầu dục và trung của nó là trung 16. Trung 16 bầu dục. Như nguyên bản của nó đây anh em nhé. Cặp loa này thì được sản xuất vào năm 1977. Cho nên là mọi cái về cặp loa này thì đều được làm bằng tay, làm bằng thủ công. Đấy, chúng ta nhìn này. Rốn loa này, dầu loa này. Và đây là chép. Chép của cặp loa này thì dùng chép của Philips, cho này chất tiếng giải trên của nó cực kỳ ngọt ngào. Và đây là bát, bát của nó sở hữu bát 20 và gân của nó là gân cao su. Đấy, màng của nó là màng tím. Chung. Rồi, đây là tổng thể mặt trước của chiếc loa bên trái và bây giờ chúng ta đi vào chiếc loa bên phải. Đây là chung của chiếc loa bên phải, nó sở hữu chung 16 bầu dục. Dầu loa này, rốn này, màng này, màng nó sở hữu màng giấy anh em nhé. Trung âm của cặp loa này cực kỳ tuyệt vời. Việt Vinh xin nhắc lại với anh em như vậy. Anh em nào mà thích chất âm của châu Âu thì đây là một cặp loa đáng để anh em chơi. Và đây là chép của cặp loa Orion HS200. Đấy, nó sử dụng chép của Philips. Và đây là bát. Đấy, bên này là sở hữu bát 20, gân cao su. Kèo màng của nó sở hữu màng tím. Cặp loa cực kỳ chất. Cặp loa này thì chúng ta có thể để nằm hoặc để đứng đều được. Nó đều cho chúng ta một cái thẩm mỹ rất là vừa mắt. Và hiện tại thì Việt Vinh đang đánh cùng chiếc âm ly đến từ Anh Quốc Arakam Alpha 5. Rất là hợp đấy anh em ạ. Trung âm của nó cực kỳ tuyệt vời. Mà chúng ta có thể nhìn nó còn rất là đẹp. Đây là tổng thể mặt sau của cặp loa Orion HS200 đến từ châu Âu. Chúng ta có thể nhìn mỗi một thùng loa đều có 6 con vít để chúng ta mở, chúng ta xem nội thất. Đấy, chúng ta mở mặt trước cũng được, mặt sau cũng được anh em nhé. Đấy, và đây là model của cặp loa HS200 trở kháng 4 ohm. Và cái tem này thì được ghim hai bình nhựa chất cứng ở đây. Và phía dưới này là cầu loa. Cầu loa này thì đã được người Tây thay thế. Bình thường nó không có cầu loa anh em ạ. Sợi dây từ trong thùng này đi ra. Nhưng mà người Tây họ chế một cái cầu như này để trong quá trình chúng ta dùng, chúng ta dễ sử dụng. Ở bên này cũng vậy, đều có 6 con ốc.
để chúng ta mở xem nội thất. Và đây là model của cặp loa HS200 trực kháng 4 ohm. Đấy, cầu loa thì đã được người ta thay thế. Chúng ta có thể nhìn đấy. Ngày trước thì cặp loa này nó không có cầu loa, dây loa thì nó đi từ trong thùng đi ra bằng cái lỗ nhỏ nhỏ này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Còn hiện tại thì người Tây họ đã chế một cái cầu loa khác như này cho chúng ta dễ sử dụng. Về kích thước của cặp loa này, chiều cao của nó là 49cm. Đấy. Chiều ngang của cặp loa này là 29cm. Và chiều sâu của nó nếu mà tính đến mặt e-căng là 20cm anh em nhé. Đấy. Mọi cái về cặp loa này chỉ có vậy thôi. Và chất âm của nó, Việt Vinh xin nhắc lại với anh em rằng chất âm của nó cực kỳ đẳng cấp. Chất âm của nó đậm chất âm của châu Âu. Em nào yêu thích chất âm của những dòng loa đến từ châu Âu thì đây là một cặp loa điển hình cho chất âm của châu Âu. Một cặp loa rất đáng để cho chúng ta nghe, rất đáng để cho chúng ta chơi. Với một giá thành chỉ có hơn 7 triệu đồng thôi, nhưng mà anh em đã sở hữu được một cặp loa có một chất âm cực kỳ tuyệt vời. Và điều đặc biệt nữa là cặp loa này ở trên thị trường rất là hiếm. Và bây giờ để tránh mất thời gian của anh em thì Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng lắng nghe chất âm của cặp loa này. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về cặp loa HS200 của hãng Orion. Anh em vừa nghe qua chất âm rồi, một chất âm cực kỳ đỉnh cao. Và giá bán của cặp loa này, Việt Vinh bán với giá là 7.500.000 đồng. Anh em nào yêu thích cặp loa này có thể liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ, Việt Vinh thì xin chào tạm biệt tất cả anh em.